Có gói gì đấy? Lúc nãy mẹ sang nhà mới, phá nhà mới rồi. Có ai bảo là ra đây, bảo là không có làm anh. Dùng cái bà nó uống rượu say về, nó hất nước vào trong nhà. Đổ nước vào đây á? Ừ. Ôi giời. Ra đây uống rượu đâu sao thì về đây đi lấy cái gì vào đây. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về, có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Em Đanh ơi. Đó, nó thằng Điểm Trường này à? Ồ, thằng Điểm Trường này nữa. Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại với nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Vừa rồi thì cháu Lực có nhận được một cái cuộc gọi của mấy anh em trong mấy anh em thợ của bác, nói rằng là đang làm ấy thì là có một người mà ra đấy để chửi bới, xong là không cho để mà làm ấy. Thì vừa rồi cháu Lực cũng nhận được khá là nhiều cái cuộc gọi của em Sử của bác ạ. Ở đây thì gọi cháu Lực là tận hai cuộc luôn. Bây giờ thì cháu Lực sẽ gọi lại xem là cái vấn đề mà em ấy gọi nhiều thế để làm gì. Chắc là cái vấn đề mà người mẹ của các em của bác ạ. Alo, Hải à? Vâng. Vừa gọi anh cái gì đấy? Anh Lực ơi. Có gói gì đấy? Lúc nãy mẹ sang nhà mới, phá nhà mới rồi. Phá cái gì? Hả? Phá nhà mới rồi ạ. Phá nhà mới à? Có hỏng cái gì không? Có. Hả? Có á? Có ạ, vâng ạ. Hỏng cái gì đấy? Chỉ hỏng cái gạch một chút thôi ạ. Hỏng cái gạch một chút à? Vâng ạ. Thế bây giờ anh lên. Vâng ạ. Ừ. Em đang ở đâu? Em đang ở xuống dưới nhà cũ ạ. Xuống nhà cũ rồi à? Vâng. Vừa rồi thì cháu Lực cũng điện cho lại cho em Hải thì em Hải nói rằng là mẹ về phá nhà của bác, không biết là phá cái gì. Như Hải nói bảo là phá gạch ấy, không biết là trong phá gì nữa. Và mấy anh em thợ cũng có điện cho cháu Lực nói rằng là anh mấy anh em thợ thì không biết là người mẹ của các em nói rằng là có một người nào đấy ra đây phá đồ đạc, bảo là không cho cháu Lực làm ngôi nhà của ba ông cháu ấy của bác. Thì cháu Lực hôm nay bây giờ thì cháu Lực sẽ hiện tại là cháu Lực sẽ lên luôn. Đáng lẽ ra là trời muộn là lạnh như thế này thì cháu Lực sẽ không có lên đâu các bác ạ. Tại và cháu Lực cũng sẽ ghi hình lại luôn các bác. Bây giờ thì xin mời các bác là cùng cháu Lực đi vào trong nhà của ba ông cháu xem là cái câu chuyện mà người mẹ của các em mà đi ra đấy để làm gì.
chắc chắn là có uống rượu rồi, có uống rượu vào rồi thì mới dám mà làm những cái điều như vậy. Như là những cái thước phim hôm trước thì cô bác cũng đã theo dõi được rằng là mẹ của các em là đang tìm cháu Lực để mà nói cái chuyện gì đó, nhưng mà không biết là cái câu chuyện đấy là câu chuyện gì, có vẻ là câu chuyện khá là nghiêm trọng luôn cô bác. Vừa rồi thì mấy anh em thợ điện cho Lực thì bây giờ không biết là mấy anh em thợ là còn ở không. Mẹ của các em thì vừa rồi ra đây nói rằng là bảo rằng là cái đất này là đất của nhà đất của mẹ, và là không muốn tân làm nhà ở đây. Thế nhưng mà thực chất là những cái lúc mà cháu được đi vào ấy thì là tất cả mấy cái giấy tờ thì là đều bao cháu là đều cầm hết rồi. Và từ xa xa thì có hai cái bóng đèn mà của hai chị đang nhiệt thí người để cho hai em hay để mà những cái lúc như bây giờ đúng không ơi. Còn là có cái bóng đèn để mà thắp sáng ở phần bên ngoài. Mưa thì khá là trơn rồi các bác này. Ngoài thì có hai cái bóng đèn mà năng lượng mặt trời để nó sẽ chiếu ở phần ngoài luôn. Thế hiện tại thì nó đang vào có sương mù rất là nhiều cho nên là nó không có phản được ánh sáng ra nhiều quá. Để trong nhà thì canh trời là không lắm. Và có khi là lắp xong một phần điện rồi. Hai trên này à? Hả? Hai kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Đi đây lâu chưa? Lâu rồi. Anh xử với ông đâu rồi? Ừ, bên kia có người chết thì anh xử với ông. Là đi nhà kia hết rồi à? Điền đường nước lắp xong rồi anh, đường điện đây. Đường điện xong rồi. Thế đường nước rồi xong à? Có nước rồi. Thế vừa rồi anh điện em là có ai bảo là ra đây bảo là không có làm anh? Một cái bà nó uống rượu say về nó hất nước vào trong nhà. Đổ đường nước vào đây á? Ừ. Ôi rồi thằng này bay có nhiều nước đấy. Bà ấy con lấy mẹ mép ra khỏi ra cả sân đi à. Gạch anh. Ừ. Có ném vào cửa không anh? Vâng. May cái anh ở đây cho mèo. Ôi sao đây có nhiều gạch thế Hải? Hải ơi. Thế em có ở không Hải? Hả? Ra đây uống. Chúng ta uống rồi đây tao thì về đây thì lấy cái này ném vào đây ạ. Ném vào đây à? Vâng. Khi nãy bảo em bảo ném hỏng gạch là gạch này à? Vâng. Anh cứ tưởng là hỏng cái phần gạch kia. Không thấy là cái cửa nào bị vớ à cô bác? Xem là vừa rồi thì các anh kể rằng là bảo là mẹ của các em là dùng cái xô để mà xách nước đổ ở nhà. Coi gạch này thì cứ để đây nhá, không phải nhặt đi đâu nhá. Mai thì anh các làm việc với lại bên chính quyền để mà làm sao mà để cho các anh ấy giải quyết cho cháu Lực cái vụ việc này cô bác ạ. Vừa rồi các anh kể cô bác này là dùng nước để mà đổ lên luôn. Thảo nào là cháu Lực ra đây thì nhìn thấy khá là nhiều nước ở chỗ này. Có cái cô kia còn làm thêm cái gì nữa không anh? Không. Chỉ là lấy nước đổ ở nhà xong là ném gạch thôi à? Vâng. Thôi. Nó bảo là không cho làm điện nước ở đây nữa thì các anh cố tình làm thôi. Thế bảo là không cho làm điện nước ở đây á? Nó bảo không cho làm nước. Bà ấy xay sao? Xay rồi anh. Thế thì xay rồi thì chắc là mới làm càn rồi. Có theo mưa kia. Thôi vừa rồi thì các anh chia sẻ với giáo dục rằng quá ạ. Nói rằng là cái chỗ này là cái chỗ
đất của bà là không muốn cho các anh để mà làm điện nước ở đây. Và hiện tại là cái phần điện thì các anh cũng đã làm xong hết mọi cái rồi cô bác ạ, phần điện đấy. Đây là trong ngôi nhà thì rất là sáng. TV thì có lên đâu hả sử? Có. Đấy. Có. Đấy, cắm điện thế nào, xem anh có lên không? Ghế lên đâu một cái rồi? Nào, không kia. Ở đây thì bây giờ là các anh đã làm xong cái phần điện mọi cái rồi hết rồi cô bác ạ. Còn bây giờ còn đang làm đường nước thôi. Có thể là đang trong quá trình mà thực hiện ngôi nhà ấy. Trong ngôi nhà nó sẽ có khá là nhiều những cái đồ mà mình dùng nó còn chưa có, gọi là chưa có hết ấy. Và bây giờ thì TV đang là không có mạng cho nên là nó không có thì mà kết nối được hàng. Phòng thì phòng bên này thì các anh cũng đã làm điện xong hết rồi cô bác. Còn cái ghế thì các anh cũng bên này để mà lên trên này một chút để xoay được cái bóng đèn trên này á. Tắt cái thì sáng cả cái nhà luôn. Phòng bên này thì cũng đã xong rồi. Hầu như là điện nước là xong hết rồi đấy. Ôi ném ra cả từ đây này. Rất là may là những cánh cửa sổ thì không có bị làm sao. Ở đây thì chắc là người mẹ các em chỉ là gọi là làm đe dọa thôi các bác. Đe dọa thôi chứ không có dám để mà vắt gạch và ném thôi. Đây vừa rồi thì các anh chia sẻ cho Lực nói rằng là các anh cố tình làm thì người mẹ các em là gọi là không muốn cho làm thì mới dùng gạch để mà ném vào đây, đổ nước vào đây không bác? Tắt rồi à? Thôi tắt nó đi, đang làm tin không xem được, không có mạng ấy. Các anh thì bây giờ đang làm cái phần là nhà vệ sinh rồi. Bình nó lạnh là lắp xong rồi anh? Đang sắp xong rồi. Sắp xong. Vậy bây giờ thì các anh đang cố gắng để làm sao mà cấp tốc để mà hoàn thiện nhanh nhất có thể của bác ạ. Đây thì có thể là nói là đang làm rồi thì mà xuyên đêm rồi. Thế ở dưới nhà là không có ai ở à? Không có đâu ạ. Thế ông với lại anh Sử thì đi ra hộ nhà mà có người mất kia rồi à? Vâng. Ở trên vùng cao đó cô bác ạ. Khi mà nhà nào mà có công việc gì ấy thì hầu như là ai cũng đi hộ. Thì cả nhà em Sử, em Hải cả. Nếu mà gia đình mình có công việc gì ấy thì người ta cũng ra giúp đỡ rất là nhiệt tình. Thế thì cho anh hỏi đến vừa rồi cái lúc mà mẹ sang ấy thì mẹ là đi đâu uống rượu về không? Có biết không? Không biết rồi. Không biết à? Vâng. Thế nhưng mà sao em biết là mẹ em ở đây? Khi mà các chú đây thấy người cô về đây thì em các chú xuống kia bảo thì em tưởng là mẹ em, chắc là phải mẹ em rồi ạ. À, thế là các chú là xuống dưới kia gọi đúng không? Vâng, các chú gọi lên trên này thì mẹ đã đi rồi. Gọi lên trên này là đi rồi. Vâng. Thế lúc mà em lên đây thì còn gặp mẹ em ở đây không? Không đâu ạ. Là không gặp à? Vâng. Thế là đã nhìn thấy là đây đây thì đã thấy là có nước đổ hết vào nhà rồi à? Rồi ạ. Thế lại thấy gạch để ném vào sân hết rồi à? Vâng. Thế thì Hải đã ăn gì chưa? Chưa đâu ạ. Chưa ăn gì à? Vâng. Thì ông với lại anh Sử không ở thì cũng không nấu cơm ăn à? Vâng. Ông anh Sử thì độ tầm mấy giờ thì về? Chắc là tầm
9 giờ hay là 10 giờ mới về ạ? 9, 10 giờ mới về ạ? Vâng. Thế Sử thì không cầm theo điện thoại à? Không đâu ạ. Thế là vừa rồi lên trên này ấy. Lên trên này thì thấy là như thế thì xong mới gọi cho anh luôn à? Vâng. Ở đây thì khi mà Sử thì đi hộ người khác cô bác thì không có cầm theo điện thoại. Tại vì là Sử nói rằng là sợ làm rơi, với lại sợ làm mất thì không có dám cầm đi. Điện thoại thì để ở nhà để thường thường mà liên lạc. Đây vừa rồi thì chỗ Đức cũng tối đáng lẽ ra là định tối mai là không có lên đâu các bác ạ. Mấy anh em thợ thì hôm qua cũng đã làm làm nửa ngày rồi, hôm nay thì làm một ngày thì vẫn chưa hết. Hiện tại thì mấy anh em thợ đang cố gắng để mà làm cho nó xong hết rồi mấy anh em thợ mới đi về luôn. Ở dưới nhà thì thế đã nấu cơm gì chưa? Chưa đâu ạ. Vẫn chưa nấu cơm à? Vâng. Thế là từ lúc mà các chú gọi lên trên này là em ở trên này luôn à? Vâng. Đang không về à? Vâng. Vừa rồi thì các anh thợ cũng có kể cho Lực rằng là bảo là có một người nào đấy vào đây cô bác này uống rượu say thì uống rượu say bảo là không muốn cho mấy nhân thợ làm ấy, nhưng mà mấy nhân thợ là không nghe, vẫn cố tình làm thì mới có cái sự việc mà dùng cái nước để mà đổ ở nhà, với lại lấy gạch mà ném ra ngoài, lấy nước đổ ở nhà là không cho mấy nhân thợ để mà làm. Còn là như gạch đây thì là chắc chắn là mẹ của các em thì không có dám là lấy gạch để mà ném vào những cái cánh cửa sổ cả, bức tường cả, gọi là chỉ ném ra sân để mà một phần là cũng là gọi là hù dọa mấy anh em thợ. Đấy, sự việc này thì cũng gọi là hôm nay thì mới xảy ra có một lần của bác ạ. Mọi lần trước thì đều gọi là ra để mà cũng ra xin thóc rồi là ra hộ này kia, cháu được cũng nghĩ rằng là người mẹ các em là ăn năn là sám hối rồi, cũng biết là mình trong khoảng thời gian đấy là mình làm sai quá là lớn rồi, bỏ em Hải ra đi như vậy với lại ba ông cháu nữa. Đấy, có khi là mẹ của em là ra bên kia là hộ hộ người khác đấy nhở? Vâng. Dạ, ra kia là hộ cái nhà mà làm mất làm ma cái đúng không? Vâng. Đấy, tại vì là mẹ của các em thì trước là cũng ở đây độ tầm là gần chục năm các bác, cho nên là chắc là hàng xóm ở đây thì vẫn còn quen, vẫn còn biết, cho nên là vẫn còn dạ đứng ra để mà hộ này kia. Đấy, có chắc là thấy là ông với lại anh Sử là ở kia, thành ra là mới ra đây. Vâng. Đấy, mà ra đây thì hãy cũng biết là nhà ba ông cháu là đang mấy em thợ là đang đi vào để mà làm điện với lại làm nước ấy của bác, thành ra là chắc là thấy anh Sử với lại ông là bên kia thì nghĩ là rằng là em Hải là ở nhà một mình, nghĩ rằng là em Hải là ở nhà một mình là bị ra, không biết là ra làm có vấn đề gì lại, nhưng mà thấy là ra đây là mấy anh em thợ là đang làm, không muốn để cho mấy anh em thợ mà tiếp tục để mà làm để cho ba ông cháu có một cái ngôi nhà mà phải nói là cực kỳ mà ưng ý. Cái sự việc hôm nay thì hiện tại là gạch mọi cái cho Lực vẫn chưa có đi vào và dọn dẹp cả, cứ kệ đấy xem là ngày mai có thể là mai thì Đức sẽ gọi bên chính quyền thôn ra để mà xem là mẹ các em làm sự việc như vậy thì nó quá là gọi là đi vào quá là sai trái rồi. Thế thì bây giờ là Hải là đi lấy nước nhá để mà mình nấu mì tôm ăn nhá. Rồi mấy anh em thợ thì cũng chưa có ai ăn gì cả các bác ạ. Xem nước sôi chưa? À, ôi nước sôi nhỉ? Nước sôi thì bỏ đồ nắp ra đi. Ơi, điện thoại nhá. Đấy, bỏ nắp ra kia. Ở đây thì có 5 người các bác thì sẽ một tí nữa sẽ là có 5 bát luôn. Đây, vừa rồi thì xách nước đủ ở đây được các bác này. Ở đây thì có khá là nhiều và phần bên ngoài kia thì còn gạch nữa. Rồi đổ đây, bây giờ chỗ này thì hầu như là nó bị bật và bị ướt hết rồi. Lại cầm vào cái đèn cho anh ấy. Đấy, đưa ra để bàn kia. Số vòi này là mình ăn rửa tay luôn đây nhỉ? Giờ xả có nước luôn chưa anh? Chưa có nước không? Thiếu nước. Bây giờ thì mấy anh em thợ đang đi vào và lắp thêm cái phần bồn rửa tay nước. Nóng lạnh thì lắp xong đây anh nhỉ bây giờ ấy? Ừ. Cái đầu này là nước nóng lên đúng không? Nước lạnh lên. Nước lạnh lên, đầu này là nước nóng.
Làng này thì là ngôi nhà mà đầu tiên là có cái bình đóng lạnh này luôn đó cô bác ạ. Ở trong nhà thì hiện tại là vẫn còn là khá là nhiều với những cái dây điện này, những cái ống nhựa này. Ngày mai khi mà anh em thợ hoàn thiện xong hết rồi thì sẽ bảo các em là dọn dẹp lại nhà cửa để làm sao mà cho nó gọn gàng. Có thể là 1-2 ngày tới thì có thể là vào tân gia được đấy cô bác. Hai phòng thì bóng điện mọi cái thì cũng rất là sáng và rất là nổi trong nổi bật rồi. Ở đây thì gồm là phòng bên kia thì có một cái bóng đèn và bên này có một bóng đèn nữa. Còn ở hành lang bên ngoài thì cũng có thêm một cái bóng đèn nữa cô bác nhé. Đấy, bếp nút mọi cái thì cũng đã sử dụng được hết rồi. Hôm nay lên gốc quá của bác ạ, thì mấy anh em cũng chỉ có được ạ, chỉ có ăn mì tôm thôi. Hôm nay là bữa gọi là cũng là bữa cơm vào bữa thứ hai rồi. Đợt nọ thì cũng đã làm tổng kết ở ngôi nhà này ăn cơm một lần rồi. Đấy, và đặc biệt là mỗi lần mà ăn mì tôm của bác không thể thiếu được là những cái món chẩm chéo của các bác này. Rồi đây là nếu mà cô bác nào mà quan tâm tới chẩm chéo thì có để điện cho Lực rồi, cho Lực sẽ gửi cho các bác. Chẩm chéo này thì rất thơm các bác, mình để làm gia vị chấm gà này, mình để làm gia vị ướp để mà mình nướng đó. Để mà cay thì nó cũng không có cay vậy đâu các bác ạ, ăn nó thơm. Tại vì trong nó có hạt dổi, mắc khén, đủ thứ. Đấy, bây giờ thì cháu Đức cũng xin được mời tất cả quý ông bà và quý anh chị là cùng làm anh em ăn mì tôm luôn. Đấy, mời các anh nhé. Mời cháu hai người quý ông bà và quý anh chị ăn mì tôm luôn. Bên kia thì cái bếp đang anh em đang đun, đang gọi là nhóm bếp để cho nó ấm cái ngôi nhà một chút. Nhà này thì khi mà đóng cửa vào cửa sổ ra ấy. Anh ấy xúc với anh. Rồi, cả nhà nhá. Thái được thêm một chút dầu nữa. Hải để cái này không Hải? Không để đâu. Không để đâu à? Có những người thì ăn chẩm chéo, ăn chẩm chéo, còn có những người thì không có ăn chẩm chéo các bác ạ. Vừa rồi thì mấy anh em cũng đã ăn mì tôm xong hết rồi các bác ạ. Vừa rồi thì mấy em thợ đang tiếp tục để mà hoàn thiện thêm cái phần ống nhựa nữa. Vừa rồi thì các anh bảo là đang chiều ống ấy, chắc là có thể là tối nay sẽ không có hoàn thiện nữa. Thì ngày mai các mấy em mà sẽ làm sớm. Còn xem lại qua một chút các bác ạ. Phần bên này thì đường điện cũng đã đi xong hết rồi. Nên là tôi sẽ cùng em xử để anh em là có thể một chút quét qua những cái để đây mấy anh em thợ làm xong thì vẫn dọn dẹp thôi, nhưng tranh thủ là mấy anh em cũng không có mắt cho nên là dọn luôn. Sẽ kê lại cái bàn một cái. Đấy, cái bàn phòng khách này mình để như vậy thì nếu mà như thí dụ nhà em xử em Hải có khách khứa mọi cái đúng không ạ? Có khách khứa không có ngồi được phần trên bàn hết thì cũng có thể là giả chiếu ngồi dưới cái phần mà chỗ mà cháu Đức đang đứng hiện tại của bác này. Đứng hiện tại này thì sẽ ngồi được xem TV hơn nữa. Thì Hải cũng quét từ trong phòng ra nhá. Quét từ trong phòng bên này ra trước đi. Đấy. Đấy, quét từ trong phòng này ra. Ôi, dưới đây thì còn có cái miếng để mà mình để chân đấy. Xử với ông thì chưa về đâu nhỉ? Thế thì tối nay chắc là Hải đang ngủ ở trên này đấy chứ? Có dám ngủ ở dưới nhà dưới của mình không? Không biết rồi. Không biết à? Nhưng mà em có dám ngủ, em đã từng hôm nào mà ngủ của mình chưa? Chưa rồi. Chưa đâu à?
Vậy sau khi mà lắp cái bóng đèn vào này thì sau khi mà chạy xong cái đường điện không á thì ở trong nhà thì rất là sáng. Này, ngày mai thì mới phải hoàn thiện tiếp được anh. Đúng rồi. Hôm nay thì đang thiếu những đồ gì anh hôm nay ấy? Thiếu ống nhựa, hai ống nữa. Ống nhựa là hai ống nữa à? Ừ. Từ trên nhà này xuống đúng không? Đúng rồi, từ công tách xuống. Thế thì bình nóng lạnh là lắp là xong hết được cho anh kia. Xong rồi. Mà lắp cái khóa là xong. Wow. TV nhà ba ông cháu thì cực kỳ mà to luôn các bác ạ. TV này thì là 43 inch các bác nhá. Đây những cái dây điện này thì ngày mai mà anh em thợ đi vào hoàn thiện hết thì sẽ để vào gọn gọn lại trong cái TV cho nó gọn một chút để không làm sao mà nó bị hở cái dây điện ra tùm la tùm lum. Ý là hot là lấy để vào cái chỗ mà cái bếp lò kia à? Phải ạ. Cái dây điện này đấy, cái dây vỏ dây điện kia vẫn là trên kia hết đi. Có lẽ là thưa cô bác anh chị ạ, cái bàn học thì mình sẽ để ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn. Để vào trong đây sẽ hợp lý hơn, để vào trong phòng này thì cũng được thôi, nhưng mà vào trong phòng thì để đến tận đến cái số của viên gạch thứ hai rồi, thành ra là nó hơi bị hẹp một chút. Thì ngày mai thì mình sẽ lấy xem cái tủ lạnh nữa để ta để ra bếp hết. Cái dây điện đấy còn dùng được không? Nếu không dùng được thì bỏ ra kia đi. Dây điện thì không chắc không dùng nữa, bỏ ra kia hết đi. Còn cái bảng điện này thì Tấn Đức cũng thiết kế và các anh là một cái là để ra bên ngoài và một cái là ở bên trong. Đấy. Và tất cả các phòng ngủ thì đều có là một ủ điện và một cái bảng điện hết các bác nhá. Thì mình làm trên này thì nó sẽ đồng giường, thì mình tắt nó sẽ dính dạng hơn. Anh ngồi ở đây xem tivi thì nó sẽ nhìn nó sẽ ok hơn các bác ạ. Ví dụ mà sau này mà các em có làm được thêm một cái bàn nữa và để đồ để đặt ở đây thì cũng được. Đây dưới cái bàn, dưới cái chân ghế này này, thái đây đấy. Đấy, ở phần dưới kia trên bàn dưới kia này đấy, đấy được cũng khá là nhiều. Đấy, sau khi mà hoàn thiện những cái đồ gì thì sẽ đi vào dọn dẹp luôn để tránh trường hợp là mình để quá là lâu. Đấy, bây giờ thì đang theo dõi cái thức phim mà em Sử cũng đang quét nhà luôn. Đấy, IC là giống nhau luôn đấy Hải nhỉ. Đấy, anh Sử đang ngồi đang ở trong tivi quét nhà, còn là em Hải thì hiện tại là đang thực hiện luôn. Và khi mà mình đi mua gỗ các bác này, đi mua bàn ghế đấy thì có rất là nhiều cái bàn nó sẽ khác nhau. Có thể là gỗ là người ta dùng cái gỗ mà người ta dùng gỗ rẻ hơn để mà làm thì nó sẽ rẻ hơn một chút, còn như mà mình dùng gỗ chắc ấy, gỗ mà nó chắc và gỗ nó đạt ấy thì nó sẽ đắt hơn một chút. Không thể là nói rằng là
cái bộ này bộ bộ như này thì bên chỗ khác mua nó bán như thế và chỗ này nó bán như thế, có thể là nó bán đắt hơn chẳng hạn, mà thế anh Sử thì vẫn chưa có về nhỉ? Vâng. Mấy anh em thợ thì vẫn còn đang cố gắng để mà thu dọn đồ đạc một chút cô bác ạ. Hôm nay thì mấy anh em thợ lên thì cũng không có tính đủ rồi, nhưng mà lên trên này lại cắt nhiều quá. Đấy, lên trên này lại cắt nhiều thì ra là nó lại thiếu đi một chút, thì ngày mai có thể là sáng ngày mai mấy anh em thợ là sẽ hoàn thiện xong cái phần điện nước và phần điện nước của các bác. Hiện tại thì phần điện thì đã làm xong hết rồi, còn là mỗi cái phần là đường nước thôi. Đường nước thì tất cả mọi cái các anh cũng đã lắp xong rồi, chỉ còn thiếu cái ống, một cái ống từ trên tách mà đi xuống đến đây thôi. Đấy. Hôm nay thì mình trong lúc mà anh em thợ là đang làm các bác, thì do không may là bị vỡ một ống nên là không còn dùng được nữa, thành ra là mới bị thiếu như vậy. Thế hôm nay thì em Hải là có cái sự việc mà người mẹ mà lên đấy cô bác, thấy là chắc là thấy là ông với lại anh Sử là đi ra bên kia hộ, thành ra là nghĩ là em Hải ở nhà một mình, rồi qua đây thì lại bắt gặp thêm là mấy anh em thợ là đang làm điện nước nữa, em mới không muốn cho là mấy anh em thợ nước, mấy anh em thợ và làm điện nước ấy không muốn cho làm, thành ra là có nghĩa là những người thuộc dạng là phá hoại luôn cô bác ạ. Đấy, đổ nước vào sàn để xong lại là dùng gạch để mà ném đi ra bên ngoài sân hết. Hôm nay thì Hải ở nhà mình thì ra là không có anh Sử thì không cầm theo điện thoại nên là không gọi được cho anh Sử. Một tí nữa thì khi mà Sử với ông về thì Hải là sẽ nói lại với lại ông nhá, với lại Sử nhá. Đấy, chắc chắn là hôm nay là mẹ là ra bên kia để mà uống rượu bên kia rồi. Đấy, tại vì là ở trên này thì thưa cô bác ạ, có đa số một số cô bác trên vùng cao ấy thì có người thì uống rượu xong là không có làm chủ được bản thân, thế ra là mới xảy ra được những cái vụ việc mà như vậy. Đây thì cháu Đức cũng đã chứng kiến rất là nhiều rồi, mà anh em thợ cũng đã kể cho Đức rằng là nó mấy khi mà mẹ sang ấy thì bảo là đất này là đất của tao, không muốn cho ai làm ấy, nói là như vậy. Bây giờ thì tất cả mọi cái đất ấy, mọi cái thì cũng đã thuộc tên của ba ông cháu hết rồi, cho nên là mẹ cũng chỉ nói dám nói vu vơ thôi, chỉ nhận vu thôi, thế là không giấy tờ thì chẳng khó đâu. Đấy, nếu mà gọi mà ra để mà làm việc xác thực ấy, nhưng mà mẹ thì không có ra cả, mẹ trốn luôn, đi xuống nhà tìm thì không có ở nhà luôn, các bác là trốn đi ra nhà khác luôn đấy. Xong là cứ lúc mà nào mà cháu Đức không hay là không ở trên này thì đến giờ đấy uống rượu lại cứ ra, mà và đặc biệt là mỗi lần mà mẹ uống rượu ra thì Tuấn Đức cũng không có bắt gặp được, chỉ bắt gặp là mẹ là ra là chút lúc mà đang tỉnh thôi, đang tỉnh thì cũng cháu Đức nhìn thấy là cũng bình thường cả. Thế thì tí nữa hai anh em mình là chắc là ngủ đấy thôi nhỉ. Đấy, bây giờ thì nhà ở trên này thì điện mọi cái thì cũng đã xong rồi, và giường có chăn, có ga, đệm chăn ấm, đệm êm rồi, cho nên là mình có thể ngủ đấy được. Nhà dưới thì nãy em lên thì đã khóa cửa hết chưa? Rồi ạ. Khóa cửa hết rồi à? Vâng. Khóa cửa xong mới lên đây à? Vâng. Nãy một mình em ở dưới thì sợ mẹ quay lại hay là như nào? Em một mình ở dưới thì sợ mẹ quay lại ạ. Sợ mẹ là quay lại là em lên đây à? Vâng. Nên là lên đây là đúng hợp lý đấy. Lên đây thì cứ chốt cửa mọi cái vào. Ở nhà dưới thì cánh cửa thì nó sẽ bị hơi lùng lẳng một chút. Đấy, cửa thì nó chỉ có chìa khóa ở ngoài nên không có chốt ở trong cả, cho nên là em lên đây thì có phòng thì có khóa cả ngoài này, phòng cả hai phòng này đều có chìa khóa hết. Đấy, thức phim này cũng khá là dài các bác ạ, cho là cháu Lực cũng xin được kết thúc ở đây thôi. Bây giờ thì có lẽ là hai anh em mình sẽ đi ngủ thôi nhá. Đấy, và xin chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị, hẹn quý ông bà cô chú anh chị ở lần sau tiếp theo trên kênh Bản Em. Xin chào các bác. Chào hai, chào tạm biệt quý ông bà cô chú anh chị ạ. Còn bây giờ thì đi ngủ thôi nhỉ. Vâng. Tạm biệt và đi ngủ thôi.